anh chị nhà mình sẽ rút ngắn được khoảng tầm hai năm rưỡi tới ba năm trồng nếu so với thời điểm mà mình trồng thì cây giống cây nhỏ nhé trước mà anh chị đây là những cái cây nho thân gỗ 12 vụ anh chị thấy này cây đã cho rất nhiều lứa hoa lứa quả rồi không phải là cây mới bói đâu cái mật độ hoa mật độ quả anh chị nhìn là biết này đấy nó ra hoa đậu quả từ gốc lên tận trên những cảnh trên ngọn như này một cây nó cao khoảng tầm mét ba mét 4 như này thôi đã cho tới khoảng tầm gần 100 quả trên cây rồi và cái dòng này nó có rất nhiều ưu điểm thứ nhất là hoa quả ra quanh năm chịu nắng chịu hạn tốt khác với những cái dòng nho thân gỗ khác thời gian cho quả rất là lâu nhiều giống anh chị trồng phải khoảng tầm 7 tới 8 năm mới ra hoa đậu quả được cái dòng này thực tế là anh chị trồng từ cây giống ở cao khoảng tầm 60 70 cũng chỉ khoảng tầm 5 tới 6 tháng thôi là bắt đầu ra hoa đậu quả rồi kích thước hiện tại ý, thì thực tế là trồng trong chậu từ nhỏ nên là nó sẽ không thể to được nếu mà anh chị so sánh cùng một kích thước như này một cây trồng chậu một cây trồng ngoài đất tất nhiên là cây ngoài đất sẽ to hơn đấy tự nhiên thì nó rất là già cây rồi nên là như những cây này cũng đã cho hoa đậu quả liên tục rồi các lứa hoa anh chị thấy này các lứa hoa, lứa quả nó sẽ gối tiếp nhau như này, rất là nhiều hoa nhiều quả nhé. Và cái cây này thì được trồng trong chậu từ nhỏ nên anh chị thấy này, cái bộ rễ của nó đã hình thành một cái khối như này rồi. Nên là khi vận chuyển, khi giao cây cho anh chị, các em sẽ gửi cả chậu như này và đóng hàng rất là cẩn thận, sẽ bó chặt cái cái bầu cái chậu này vào và cái tán sẽ đóng rất là cẩn thận và có cả lẹp tre nữa. Nên là khi vận chuyển cây nó sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Về mình trồng thì cái lứa quả này, lứa hoa này vẫn giữ được chỉ khoảng tầm hai uh, tuần nữa là cái quả xanh này nó sẽ chín khoảng tầm 4 tuần nữa thì cái hoa này là mình cũng có thể thu hoạch từ những quả nho thân gỗ cho hương vị và cái chất lượng rất là tốt đấy chị em nho thân gỗ thực tế thì uh, có thể nhiều anh chị vẫn chưa biết tới cái giống cây này tuy nhiên nó về Việt Nam mình khá lâu rồi em sẽ bảo hành cho anh chị trong vòng 3 tháng nếu cây chết sẽ hỗ trợ một đổi một cho mình và sẽ bảo hành cho anh chị là bất kỳ vùng miền nào cũng có thể ra hoa đậu quả được cái này anh chị yên tâm đây là những cái cây và em chuẩn bị uh, giao cho khách ấy. đây chị có thể thấy này cái mật độ hoa mật độ quả rất là sai nhé có thể nhiều anh chị nghĩ là cái loại này thì giá thành nó cao có thể khoảng tầm một hai triệu một cây Tuy nhiên thực tế thì bên em bán có 800 k một cây thôi. Đã bao gồm phí ship vận chuyển và giao hàng toàn quốc đây anh chị thấy này. Cái mật độ hoa mật độ quả rất là nhiều này Rất là sai hoa sai quả anh chị Anh chị mà quan tâm tới những cái để chậu nho thân gỗ này thì liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm qua số điện thoại hotline Zalo là 0968 750 386 và 092 391 6866 anh chị nhé.